Chào bạn. Nếu bạn là người đam mê không gian đẹp thì đây có thể là niềm vui của bạn. Hãy xem video để cùng nhau giao lưu học hỏi bạn nhé. Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Rồi ok, không làm mất thì giờ của bạn nữa. Trước tiên, phong cảnh sân vườn mang một ý nghĩa của sự yên bình, tĩnh lặng và sự kết nối với thiên nhiên. Nó thường tạo ra một không gian thư giãn, là nơi để trốn tránh khỏi cuộc sống hối hả, bon chen, giúp tinh thần được thư giãn và làm mới lại. Đồng thời, phong cảnh sân vườn còn thể hiện sự sáng tạo và cảm xúc của người thiết kế qua việc sắp xếp cây cỏ, hoa lá và các yếu tố kiến trúc để tạo ra một không gian đẹp mắt và thú vị. Ngoài ra, phong cảnh sân vườn không chỉ mang ý nghĩa của sự thư giãn và kết nối với thiên nhiên, mà còn trở thành một điểm đến lý tưởng cho việc chụp ảnh và livestream của các cô gái, thanh thiếu niên cũng như các cặp tình nhân lãng mạn. Nó cung cấp một bối cảnh đẹp mắt và tự nhiên, tạo điều kiện tốt để tạo ra những bức ảnh đẹp và nội dung trực tiếp thu hút sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt, sân vườn thường được trang trí đa dạng với cây cỏ, hoa lá và các phụ kiện trang trí, tạo nên không gian đa dạng và phong phú cho việc sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ trong việc chụp ảnh và live stream. Chào bạn! Nếu bạn là người đam mê không gian đẹp thì đây có thể là niềm vui của bạn. Hãy xem video để cùng nhau giao lưu học hỏi bạn nhé. Chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Rồi ok, không làm mất thì giờ của bạn nữa. Trước tiên, phong cảnh sân vườn mang một ý nghĩa của sự yên bình, tĩnh lặng và sự kết nối với thiên nhiên. Nó thường tạo ra một không gian thư giãn, là nơi để trốn tránh khỏi cuộc sống hối hả, bon chen, giúp tinh thần được thư giãn và làm mới lại. Đồng thời, phong cảnh sân vườn còn thể hiện sự sáng tạo và cảm xúc của người thiết kế qua việc sắp xếp cây cỏ, hoa lá và các yếu tố kiến trúc để tạo ra một không gian đẹp mắt và thú vị. Ngoài ra, phong cảnh sân vườn không chỉ mang ý nghĩa của sự thư giãn và kết nối với thiên nhiên, mà còn trở thành một điểm đến lý tưởng cho việc chụp ảnh và livestream của các cô gái, thanh thiếu niên cũng như các cặp tình nhân lãng mạn. Nó cung cấp một bối cảnh đẹp mắt và tự nhiên, tạo điều kiện tốt để tạo ra những bức ảnh đẹp và nội dung trực tiếp thu hút sự chú ý từ khán giả. Đặc biệt, sân vườn thường được trang trí đa dạng với cây cỏ, hoa lá và các phụ kiện trang trí, tạo nên không gian đa dạng và phong phú cho việc sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ trong việc chụp ảnh và live stream.